Sau vụ gãy nhánh cây dầu trong công viên Tao Đàn tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh khiến 5 người thương vong, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là công ty công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh, đã tổng rà soát cây xanh trên địa bàn phụ trách, xử lý ngay những cây mất an toàn có nguy cơ gãy đổ. Chiều 15 tháng 8 năm 2024, tại cuộc họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế xã hội, ông Nguyễn Công Sơn, trưởng phòng kỹ thuật công ty công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin cụ thể về phương án mới trong việc phát hiện khuyết tật cho cây xanh sau hàng loạt sự cố gãy đổ. Ông Nguyễn Công Sơn cho biết trước mùa mưa bão, công ty tăng cường mé nhánh sụ, nhánh nặng tàn, lấy nhánh khô nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự cố cây xanh. Ngoài ra, nhân viên tuần tra hàng ngày thường xuyên kiểm tra hệ thống cây xanh đường phố và trong công viên để phát hiện các khiếm khuyết, hư hại như cây chết khô, cây nghiêng, sam, mục, bọng. Từ trước đến nay thì việc phát hiện các khiếm khuyết này chủ yếu dựa vào cái kinh nghiệm và chuyên môn thực tiễn của đội ngũ cán bộ kỹ thuật cũng như là công nhân lành nghề của công ty. Ông Sơn cho hay, hiện nay một số nước tiên tiến trên thế giới đã áp dụng các thiết bị, máy móc công nghệ hiện đại trong việc quản lý chăm sóc cây xanh. Do đó, công ty đã đầu tư một máy kiểm tra khuyết tật cây xanh. Nó rõ là cái máy kiểm tra khuyết tật không phải là máy siêu âm. Đó là đây là cái thiết bị mà đo điện trở khoa học, đó là thực hiện bằng cách là quăng vào trong thân cây hoặc ống hút đó và xong đó đưa cái kim rất là dài và mỏng đi vào trong để mà chúng ta đo cái cấu trúc về cái mật độ của bên trong cái thân cây. Và thường chúng ta thường hình dung là khi mà nó có ở trong nó có cái khuyết tật gì đó thì nó sẽ thể hiện ra cho ra những cái kết quả. Ông Nguyễn Công Sơn nói thêm, loại máy này có thể hình dung các khuyết tật của gỗ, nhưng các phép đo không tự giải thích. Việc đánh giá đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm cơ bản của người vận hành. Hiện nay, công ty công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các nhà khoa học chuyên ngành thử nghiệm vào một số chủng loại cây như sao đen, dầu con rái, lim sét, sọ khỉ, chủ yếu là loại cây cấp 2 và cấp 3 để thu thập dữ liệu, phục vụ các bước phân tích, xây dựng quy trình đánh giá trên cơ sở khoa học nhằm phục vụ cho công tác quản lý cây xanh tốt hơn. Những cái thiết bị mới này đó thì đang trong giai đoạn lấy mẫu, thì chúng ta phải xây dựng một cơ sở dữ liệu đủ lớn, đủ tin cậy với mẫu số là thực sự lớn, và trước khi xây dựng những cái đường chuẩn cho từng cái bước đánh giá. Trước đó, vào sáng 13 tháng 8, công ty công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã thí điểm sử dụng flycam để khám sức khỏe cho cây xanh tại công viên Tao Đàn. Đồng thời, hàng chục công nhân cũng được huy động để cắt tỉa cành những cây cao, cây cổ thụ tại công viên này. Với hàng trăm loài hoa được nhập từ Đà Lạt, cùng khí hậu mát mẻ và quần thể công trình tâm linh kỳ vĩ, mỗi ngày, hàng ngàn khách du lịch ở nhiều nơi đã tới để tận hưởng không khí ở núi Bà Đen, nơi được ví như tiểu Đà Lạt. Lên đây thì nó không khí rất là mát mẻ, lạnh. Mình cảm nhận được như là mình đang ở vườn hoa Đà Lạt vậy đó. Tại vì ở trên độ cao tới 900 mấy mét mà, thì núi Bà Đen Tây Ninh cũng là một địa điểm du lịch rất là tuyệt vời. Mình nghĩ mình đi lên đây thì các con đều thích cái không gian nó mát, với lại cảnh đẹp, khí hậu cũng mát mẻ, các bạn nó rất là thoải mái. Các con chuẩn bị bước vào năm học mới, nên anh Cao bé em tranh thủ dẫn cả gia đình lên núi Bà Đen để tận hưởng không khí, tham quan, chiêm ngưỡng cảnh đẹp và đặc biệt là những loài hoa thường có ở Đà Lạt. Thì hoa thì rất là nhiều hoa, hoa hồng này, hoa tulip, các cái loại hoa mà nó mang cái đặc trưng của phong cảnh Đà Lạt á, thì đó là một cái điểm nhấn rất là tuyệt vời của cái đỉnh núi Bà Đen này. Tại vì nhiều cái loại hoa đó thì mình nghĩ nó rất là khó trồng, mà ở đây thì bên ban quản lý núi Bà Đen mà đem lên được và chăm sóc làm này thì thật sự nó tạo ấn tượng cho khách tham quan, người ta đến người ta thấy là người ta ngạc nhiên về cái loại hoa này. Tại đỉnh núi Bà Đen này, bên cạnh quần thể các công trình tâm linh thì còn có 3 khu vực trồng các loài hoa. Vì vậy, hầu như đi đến đâu, du khách cũng có thể dễ dàng bắt gặp các loài hoa tỏa hương, khoe sắc. Rồi, thì mình cũng tìm hiểu trên mạng thì thấy ở đây giống như là Đà Lạt vậy. Cho nên là mình cho hai cái con đi tham quan. Đầu tiên là ấn tượng với cái độ cao của núi nè.
Rồi thứ hai là cái công trình của núi này rất là hoành tráng. Thứ ba là nói chung là cảnh vật ở trên đây rất là đẹp. Rồi có hoa, đồ cũng giống như Đà Lạt. Núi Bà Đen là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra ở đây còn nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Hồ Dầu Tiếng, Vườn Quốc gia Lò Gò, Sa Mát. Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2024, núi Bà Đen đã đón 4 triệu lượt khách tới tham quan. Trước đó, trong năm 2024, núi Bà Đen cũng đã đón 5 triệu lượt khách. Để đẩy mạnh khai thác những lợi thế về du lịch, mới đây, ngày 14 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, tức Sài Gòn Tourist Group, cũng đã ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024-2029. Lễ ký kết được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch ngành du lịch của tỉnh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Cái việc ký kết liên kết hợp tác này dùng để nhằm khai thác cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương, nhất là hỗ trợ cho nhau trong quá trình xây dựng các cái sản phẩm du lịch những nơi địa phương có hoặc những địa phương chưa có, để mà hỗ trợ cho nhau trong cái quá trình hình thành cái du lịch của vùng, đảm bảo được cái tính liên kết. Với lễ ký kết hợp tác hôm nay, Sài Gòn Tourist Group mong muốn được đóng góp nhiều hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sự hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh được xác định là hướng đi quan trọng. Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ, trong đó có Tây Ninh, đã ký kết và triển khai nhiều chương trình hợp tác với phát triển kinh tế xã hội, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Chúng tôi tin tưởng hai địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch chung tại các hội chợ du lịch quốc tế trong nước, giới thiệu tiềm năng thế mạnh du lịch của mỗi địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, trao đổi thông tin kinh nghiệm trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Theo thỏa thuận hợp tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Sài Gòn Tourist Group cùng phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác, tư vấn phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn lĩnh vực du lịch, hợp tác đầu tư xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và các sản phẩm liên kết vùng. Bên cạnh đó, hai bên sẽ hợp tác trong các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, hợp tác tổ chức các sự kiện lễ hội du lịch, văn hóa, ẩm thực, các sự kiện thể thao gắn với du lịch.